Hiện tại đã là thi công cơ bản là xong phần hoàn thiện. Những công tác chủ yếu như là phần xây, phần chát, ốp lát và phần pháo chỉ thì đã lắp đặt được đến 95%. Thì các cái công việc còn lại gồm có là phần lắp đặt pháo chỉ những cái đoạn cuối, phần sơn lót cũng như là phần lắp đặt tượng ngựa. Thì dự kiến là khoảng 10 tháng 9 thì sẽ xong cơ bản là phần sơn lót và phần lắp đặt thiết bị. Dự kiến đến 20 tháng 9 là sẽ lắp đặt xong tượng ngựa ở trên đỉnh mái cổng. Thì tháp biểu tượng đã hoàn thành xong phần thô và hiện tại đang trong quá trình hoàn thiện tháp. Thì dự kiến tháp biểu tượng sẽ đến ngày 23 tháng 9 sẽ hoàn thành. Còn tuyến 22 của mình thì hiện tại cũng đã làm xong cái phần đổ bê tông đường. Còn đang chờ giải đá cubic nữa là sẽ hoàn thành, cũng dự kiến hoàn thành cùng với tháp là ngày 23 tháng 9 sẽ hoàn thành cả tuyến 22 và tháp biểu tượng.